Ở nhà mình ngày hôm qua mình đã học được điều gì ạ? Mình có thể giơ tay lên để chia sẻ với cả nhà mình. Ôi, chả lẽ ngày hôm qua học như vậy mà mình không có bài học tâm đắc ngộ ra gì hay sao trời? Trời ơi, chia sẻ mấy ngày luôn mà không có ai có bài học tâm đắc ngộ ra gì luôn. Dạ, chào chị Thanh Xuân. Dạ rồi, mời chị Huệ. Em đang ăn cơm với bọn trẻ con một tí, định là ăn nhanh sau đấy vào lớp, nhưng mà thấy thầy nói chưa không có ai chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra lại nhoi lên ạ. Rất là biết ơn thầy cô và cả lớp. Hôm qua thì bài tâm đắc ngộ ra của em hôm qua thứ nhất là về việc mình đặt mục tiêu, không phải là mục tiêu là bơi 2 km mà là mục tiêu khỏe đẹp và hòa mình với nước, thuận duyên thì bơi 2 km. Trong cái tình trạng là gọi là về đích xinh tươi, nâng cái thể trạng trở nên là một người giàu giàu thể chất rồi, mọi thứ thì bắt đầu từ đích đến. Và cái việc mà thầy thầy cô rất là dụng tâm chia sẻ từng động tác một, quan sát từng người một xem mọi người đã làm đúng các động tác hay chưa. Và em cũng nhận được bài học khi em lên lên đầu tiên, khi mà lên thực hành đầu tiên ấy, cũng trong cái tâm thế là lên để xem các thầy cô mình đã làm đúng chưa để chỉnh động tác. Thì đến cái chị thứ hai mà thầy nói là lên phải trong cái tâm thế là mình lên để làm mẫu chứ không phải là lên để xem mình làm đúng hay chưa để chỉnh, nghĩa là cái tâm thái, cái đặt ý ban đầu thì mình cũng phải đưa một cái ánh sáng vào. Chứ lúc ban đầu là em nhận thấy sau cái tình huống của cái lý thứ hai thì em nhận thấy là mình cũng đang bị bóng tối một chút ở cái chỗ đấy. Nhưng thầy lại nhắc nhở là lúc nào cũng bắt đầu từ một cái ý niệm là tích cực và đưa ánh sáng vào vào những mục tiêu của mình. Nên sau đấy đến cái câu hỏi của lý thứ ba là làm nào để thành trụ hoại diệt, thì cũng lại là một cái nhắc nhở là mình sẽ không bắt đầu từ một cái ý niệm bóng tối, từ một cái ý niệm tiêu cực, và học với một cái tâm thế là như thuở ban đầu, lúc nào cũng là mới, và mình học là mình trọn vẹn trong từng phút giây này chứ mình không tưởng quá nhiều. Thầy dạy đến đâu thì học đến đấy. Và hôm qua cái lúc em chia sẻ thầy nói là thế ra bể chưa, cũng lại ngộ ra là mình đã có thể ra bể được. Trước đấy là nghĩ là mình sẽ phải bơi tập bơi online thì là thành thạo thì mình mới ra bể, nhưng thầy nói là thế ra bể đi thôi, và cứ ra bể xong có gì thì lại lại trao đổi thầy hướng dẫn tiếp ấy. Và em đặt mục tiêu chắc là tuần sau em sẽ tận duyên sẽ ra bể nữa. Rất biết ơn thầy cô, rất biết ơn cả nhà trên cô chia sẻ, trân trọng biết ơn thầy cô lắm lắm ạ. Em xin dừng chia sẻ ở đây ạ. Thì cảm ơn chị Huệ lắm lắm. Thì như thế này ạ, là cái việc mà cả nhà có hình dung là mình, cái mục tiêu của mình ở đây với cả nhà để làm sao để chúng ta có thể kích hoạt được tổng nghiệp của cả nhà lên. Và một trong những cái để kích hoạt cả tổng nghiệp của cả nhà lên thì dựa theo cấu trúc con người, đó là công đức và phước đức. Vậy thì nếu như mà một người không có ý niệm là lên để làm mẫu mà lại là ý niệm để sửa thì sao? Thì lúc đó là chúng em lại tập trung hết và cả lớp tập trung hết với một người, và lúc đấy thì công đức và cái phước đức của người đó đó sẽ bị tổn. Tại vì nếu như mà chúng em hỗ trợ, nếu mà chúng em chỉ hỗ trợ thôi thì cả nhà đang đổi phước của mình ra để mình nhận được cái sự hỗ trợ của chúng em. Và là một người đứng lớp, là một người chia sẻ thì phải hết sức rõ về cái việc đó là làm như thế nào để tích tạo công đức phước đức cho học viên của mình. Thế nên là khi mà lên mà em nhận được cái ý là để sửa thì không 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 sửa. Tại vì sao? Tại vì ngộ được hay không đó là do phước báu của các anh chị, và cái người đứng lớp phải có một vai trò là phải bảo vệ được phước báu của học viên. Thế nên là tìm cách để tích tạo. Thì khi mà chị Huệ lên thì em là người mà
mượn bối cảnh của chị Huệ để hỗ trợ cho cả nhà. Sau đó đến chị thứ hai lên thì em cũng khéo léo mượn bối cảnh đó để hỗ trợ để cả nhà có thể chuẩn bị hết về giống như là thảm này, hoặc là thau nước, hoặc là cái khăn để chuẩn bị hết, thì mượn bối cảnh của chị thứ hai để hỗ trợ cả nhà chuẩn bị hết tất cả các cái dụng cụ cho thiết bị để rồi cả nhà có thể cùng tập luyện được nó ngon đó. Thì đối với việc chúng ta học ở đây là công đức phước đức được kích hoạt lên, thì lúc đó cả nhà sẽ chia sẻ được ngon, và lúc đó cả nhà sẽ nhận được ra là à, bơi nó thật sự rất là đơn giản nhờ có chúng ta có công đức phước đức. Và khi cả nhà chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra ở trong lớp học đó, lý do vì sao lại nhắc đi nhắc lại là chúng ta hãy quay video bài học tâm đắc ngộ ra, rồi ngay cả dạ em đã xuống nước hạnh phúc nắm thầy cô. Tí nữa chị Cẩm giơ tay lên để chia sẻ nha. Có một hiện thực của một chị Cẩm Nhung đã xuống nước rồi nè. Tí nữa chị Cẩm Nhung sẽ giơ tay lên chia sẻ với cả nhà nha. Thì lý do vì sao mà lại tạo ra một cái group xong rồi nói với cả nhà là quay bài học tâm đắc ngộ ra đi, thì nếu như mà chúng em là người đứng ra để chia sẻ với cả nhà thì cả nhà đang đổi phước ra để được nhận được sự chia sẻ đó, để cả nhà làm rõ. Thì cả nhà đang đổi phước, có nghĩa là phước của chúng em thì nó tăng lên nhưng phước của cả nhà thì nó bị hao đi một tí xíu. Nhưng mà ý thức rất rõ là gì, là mượn bối cảnh, thì khi mà cả nhà chia sẻ thì tụi em lấy bài học ra để quảng bá thêm, để tích ngược lại phước báo cho cả lớp học, và lấy những gì mà các lớp học đợt này online đợt này chia sẻ tiếp cho những lớp học tiếp theo thì tích ngược lại phước báo cho các lớp học online của mình đợt này. Rồi cứ như vậy cứ làm thì những khóa đằng trước càng ngày càng có phước báo, và cứ như vậy mà mọi người ngộ ra để bơi được tốt, thì nó là một quá trình tích tạo công đức phước đức, và vô tình lớp học của mình biến thành một cỗ máy công đức phước đức là như vậy đấy. Và khi mà mình chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra trên trên Telegram cũng là một cỗ máy cho chính bản thân mình, tại vì có bơi được tốt hay không nó là do chúng ta gọi được tổng nghiệp của hằng hà sa số đời về trước hay không. Và chúng ta muốn gọi được tổng nghiệp của hằng hà sa số đời thì chúng ta phải có công đức, phải có phước đức thì mới gọi được, chứ không không làm thì không gọi nổi. Nếu như mà để học bơi thì có những người học hẳn 2-3 năm mới học bơi được, người ta mới biết bơi, thậm chí 2-3 năm sau họ học chán quá họ bỏ luôn, họ không bơi nữa. Nhưng mà vì sao mình lại có học online xong giống như là chị Cẩm Nhung là chị xuống dưới nước chị bơi rồi này, là do kích hoạt tổng nghiệp. Ở nhà hình dung không ạ? Hình dung cái bối cảnh của mình đúng không? Mình áp dụng rất triệt để về cấu trúc con người để mình có thể làm đó. Được chưa? Dạ rồi. Mời chị Cẩm Nhung sẽ lên chia sẻ hiện thực của mình. Dạ em biết ơn thầy Thắng, cô Lộc và cả nhà đã cho phép em chia sẻ. Hồi sáng em mới vừa xuống nước với con em á, thì em hít thở theo cái cách mà thầy cô chỉ á, nó dễ, nó đơn giản lắm thầy. Em mới xuống một cái là em thở được, xong rồi mở mắt cái cảm giác nhìn dưới nước á thầy, nó vui tuyệt vời lắm. Và lúc đó em mới phát hiện là cơ thể của mình nó nhẹ thật á thầy, nó cái mông tay mình nở nó từ từ nó tự nhiên nổi lên người á thầy. Đó em cứ tưởng là mình nặng á, mình xuống chứ mình chìm luôn quá. Xong rồi tiếp theo thì em có mới là bơi động bơi ít mà thầy cô đã chuyển giao á, thì nó cũng vui lắm. Em mới bơi được có khoảng 3-4 cái à, nhưng mà em cũng cảm giác là mình sẽ bơi được nếu mình tập tiếp à. Dạ, ngon rồi đó. Chỉ là thấy thấy mới lạ, thấy là lúc mà bơi trên cạn mình nhớ động tác 1-2-4 nhưng mà tự nhiên xuống dưới quên trơn, không biết cái nào trước nào sau á. Dạ rồi, ngon. Dạ Thì chắc phải tập tiếp. Dạ tục tiếp. Dạ em biết ơn thầy cô cả nhà cho em sẽ à. ngon rồi đó. Vậy là chị Nhung đã là người xuống để thở nước được rồi đó cả nhà. Và làm được 4-5 cái, vậy là ngon đấy ạ. Thật sự như vậy là ngon đó. Tại vì cái là mình chưa lặp đi lặp lại nhiều thôi. Còn nếu như mình lặp đi lặp lại đủ thì nó sẽ ngon lắm. Dạ rồi. Nhân cái chị Nhung chia sẻ thì em sẽ chia sẻ với cả nhà thế này.
rồi. Cả nhà sẽ được, cả nhà có nghe thầy Toàn nói á, là cơ thể của mình á, nó có trí thông minh của nó. Cơ thể của mình có trí thông minh của nó, gọi là trí thông minh của cơ thể. Trí thông minh. Của cơ thể. Cả nhà ở đây á, đã có ai đã từng đi đến một cái địa điểm nào đó mà mình không nhận ra là mình đi đến đấy chưa? Ví dụ như là mình ngồi lên xe xong mình không ý thức được là mình đến cái địa điểm đó lúc nào không? Ví dụ như là mình ngồi lên xe cái một xong mình đi cái tự nhiên mình chợt nhận ra là mình đã tới nơi không? Đã ai đã từng như vậy không ạ? Ngồi lên xe cái đi, ô tới nơi rồi hả? Đã từng như vậy không cả nhà? Chị Lam là đã có rồi này. Dạ. Dạ. Anh Nhật Phong là đã có. Vậy thì theo cả nhà thì vì sao mình lại có cái điều đó? Tại sao mà mình lại ngồi lên xe xong tự nhiên ô mình tới nơi lúc nào rồi mà mình không biết? Sao lại như vậy? Có ai mình biết được cái nó vận hành như thế nào không? Vì sao mà mình đang ngồi trên xe mình đi cái ô tới nơi rồi, là do thói quen hàng ngày. Đúng rồi ạ, nó là tại vì nó đưa vào bên trong tiềm thức của mình rồi. Mình để ý kỹ đi thì nhiều khi mình sẽ đi đúng một con đường và đi theo quán tính chuẩn xác, đi theo quán tính. Chị Lam nhắn là đi theo quán tính. Vậy thì lý do vì sao mình cần phải tập đi tập lại về co, bẻ, đạp, khép, một, hai, tách, kéo, ôm, duỗi, nói phát một nó có hình bên trong, lặp đi lặp lại cái hình đó là để tạo quán tính lúc bơi. Cơ thể của mình nó có trí thông minh của cơ thể, nó hay còn gọi là muscle memory. Muscle memory nó nghĩa là từng cái thớ cơ này nó đều có cái trí thông minh của nó và nó đều lưu giữ thông tin. Cả nhà đã ai thực hành về thí nghiệm sinh học năm lớp 9 là thí nghiệm về trên cái con ếch chưa? Có ai đã từng thí nghiệm cái thí nghiệm trên ếch năm lớp 9 không? Của trung học phổ thông không? Là cái kiểu mà chích hay là lấy một cái đồ nóng chích vào cơ của con ếch ấy, mặc dù là con ếch nó chết rồi nhưng mà nó lại rụt cơ lại. Ai đã từng làm thí nghiệm đâu ạ? Cái thí nghiệm con ếch nó chết rồi thì giải phẫu học con ếch á, xong rồi lấy một cái vật nóng ấn vào thì tự nhiên cơ nó rụt lại. Đã ai đã từng làm thí nghiệm đó rồi? Dạ. Và cả nhà biết đó, là như thế này ạ. Lý do vì sao mà con ếch nó rụt lại á, là tại vì từng thớ cơ nó có cái trí thông minh của nó. Nó lưu giữ thông tin. Xong rồi mình chạm cái vật thể mà nóng vào thì tự nhiên nó co lại vậy thôi. Đó. Và đấy là lý do vì sao mà chúng ta cần để cho cơ nó lưu giữ thông tin. Cơ lưu giữ thông tin bằng cách mình tập đi tập lại. Tại vì em có làm thí nghiệm đó rồi. Dạ. Tại vì theo công thức cội nguồn cuộc sống thì hành động tạo ra thói quen. Hành động lặp đi lặp lại thì tạo ra thói quen.
Thì bơi á, nó chỉ đơn giản là việc lặp đi lặp lại các bước mà thôi. Nó không có gì gọi là quá cao siêu đâu. Nó là một thói quen được lặp đi lặp lại, một các bước được lặp đi lặp lại. Nó chỉ là một bước lặp đi lặp lại mà thôi. Bơi đơn giản là một bước lặp đi lặp lại. Chạy bộ nó là một bước lặp đi lặp lại. Tất cả những cái hướng tới nó chỉ đơn giản là một bước lặp đi lặp lại mà thôi. Và càng lặp đi lặp lại càng lâu thì tự nhiên nó sẽ có những cái sáng tạo hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, sáng tạo hơn nữa xuất hiện. Vậy thì đấy là lý do vì sao mà mình cần làm co, bẻ, đạp, khép, một, hai, tách, kéo, ôm, duỗi. Lúc đầu tiên giống như các bé tập đi á, thì cái việc mình sẽ làm sao? Mình sẽ từ 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 tốn làm những bước nhỏ trước. Có phải là mình quan sát những em bé tập đi á, lúc đầu tiên là các con bò, xong rồi các con trườn, trườn bò, xong rồi bắt đầu lẫm chẫm đứng dậy, xong rồi bước từng bước, bước cái xong bắt đầu hơi hơi cảm thấy muốn té xuống là sao? Là ngồi xuống, xong lại đứng dậy, lại lăn 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 để đi. Thì cứ lặp đi lặp lại cái đó thì từ từ các con biết bơi. À, biết biết từ từ các con biết đi. Và mình chỉ đơn giản làm đi làm lại các bước đó một cách thuần thục là cả nhà có thể bơi được ngon. Vậy thì bơi chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại thôi. Vậy thì cả nhà chỉ cần làm động tác co, bẻ, đạp, khép, một, hai, tách, kéo, ôm, duỗi, lặp đi lặp lại nó, tạo hình ảnh bên trong, kiến tạo hình ảnh bên trong. Sau đó mình có hai cách để lặp đi lặp lại. Cách thứ nhất là lặp đi lặp lại bằng cách là vừa nói vừa làm, thì mình kích hoạt hình ảnh tâm trí bên trong. Cái thứ hai, sau khi mình đã có hình rồi thì mình lặp đi lặp lại hình ảnh đó trong đầu mà mình không cần tập luyện bằng thể chất nữa. Cái bước đầu tiên để mình tập luyện đó là mình sẽ tập bước đầu tiên nhé. Đầu tiên là mình sẽ tập bằng thể chất. Rồi, bước này sẽ cộng với việc nói. Hai cái là vừa thể chất và vừa nói. Thì lúc này cả nhà tập lúc đầu tiên để kiến tạo hình ra được cái hình. Sau khi cả nhà đã làm được cái này xong rồi thì bước thứ hai lặp đi lặp lại hình đó trong đầu. Lặp đi lặp lại hình ảnh trong đầu mình. Lặp đi lặp lại hình ảnh trong đầu của mình. Và đến cái bước thứ ba, sau khi mà cả nhà bơi ra ngoài hồ, khi mà mình đã thuần thục rồi á thì quên đi và làm. Có ai bây giờ mình còn phải nhớ mình đi làm sao không? Có ai bây giờ mình cần phải ý thức để mình đi như thế nào không? Hay là mình đi là mình chỉ có đi thôi? Bây giờ cả nhà có phải ý thức để mình đi không? Hay là mình chỉ muốn đến chỗ đó là mình cứ đi thôi? Chỉ có đi thôi đúng không ạ? Dạ đúng rồi, chỉ có đi thôi. Vậy thì bước đầu tiên là gì? Bước đầu tiên là mình luyện tập và mình nói để kiến tạo hình ảnh. Sau đó cả nhà quay tiếp bước thứ hai, lặp đi lặp lại hình ảnh đó trong đầu. Bước thứ ba là đến bước mà mình cần quên đi, giống như chị Nhung, Hồng, chị Nhung lúc nãy á, giống như chị Nhung á, là tại vì đáng lẽ là chị Nhung buông ra là chị Nhung chỉ có bơi thôi thì nó sẽ ngon, nhưng vì sao chị Nhung lại quay lại cái bước này
lặp đi lặp lại hình ảnh, chị lại quay cái lại cái bước mà xem là mình làm có đúng hay không, thì tự nhiên nó không có để cơ thể tự nhiên để làm nữa, mà lúc này mình sẽ cảm thấy rất là gọng, rất là ngượng. Chị Nhung giơ tay giúp em với. Dạ rồi. Chị Nhung mà đợt này về hỗ trợ phối hợp giúp em nè. Thứ nhất là chị sẽ làm động tác co bẻ đạp khép 1-2 tách kéo ôm duỗi. Là làm nó xong. Xong rồi sau đó là chị quên nó đi, khi mà chị xuống dưới nước rồi đó, chị đừng quan tâm xem là chị làm như thế nào nữa. Chị chỉ có hình ảnh đó, xong rồi chị để chị bơi thôi là được. Làm như vậy đi là sẽ bơi được. Có lúc nãy chị có phải chị chia sẻ là sao mà ở trên bờ thì nhớ xong rồi tự nhiên xuống dưới nước không nhớ gì không? Phải vậy không? Dạ đúng thầy, xong tụi em nghĩ là mình phải tập theo cô đó chỉ á, rồi em tự nhiên em bị rối loạn, em bị chìm, nhưng mà có một cái lúc á thầy, em quyết định là em chỉ bơi thôi á. Thì em chỉ đạp cảm nhận nước bàn chân á, thì em lại cảm thấy mình thoải mái thầy, thì lúc đó bơi liền được 2-3 cái á thầy. Ngon đó. Em hiểu ý của thầy chia sẻ cái ba bước này á. Có nghĩa là lúc mà chị quyết định là chị chỉ bơi thôi, chị không quan tâm gì nữa. Dạ. Và thì chị thả lỏng thì nó. Dạ. Thì lúc đó em có thể tiến về phía trước. Còn cái lúc mà em cứ nghĩ mình phải co duỗi đạp gì đó thì em hầu như chỉ đứng yên chỗ. Dạ. Tiến được có một cái à. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị Cảm Nhung. Thì như thế này là cả nhà. Nếu cái bước đầu tiên là chúng em hỗ trợ cho cả nhà để cả nhà nạp thông tin vào bên trong của cơ, nạp hình ảnh vào trong đầu để có hình ảnh, xong sau đó cả nhà phải quên nó đi, đừng để ý đến xem làm gì nữa. Tại vì não bộ của mình nó não bộ của mình á, tại vì khi mình làm nó đưa vào trong tàng thức rồi. Cái lý do vì sao mà mình ngồi lên xe phát là mình đi đến được nơi đó ngay lập tức là tại vì sao? Tại vì nó nằm trong tàng thức rồi. Cả nhà đang biết đi như thế này là nó đã nằm trong tàng thức rồi. Cả nhà lái xe được hay không nó là nằm trong tàng thức rồi. Lúc này mình không còn ý thức trong cái việc phải quẹo trái quẹo phải trong lái xe nữa. Mình đâu có phải ý thức là mình phải nghiêng người như thế nào để mình chạy về bên trái đâu, hay là đi về bên phải như thế nào đâu, mà là tự nhiên nó làm như vậy, tại vì mình đã buông ra để cho có thể làm. Vậy thì cái việc đầu tiên đó là chúng em hỗ trợ cho cả nhà làm co, bẻ, đạp, khép 1-2, tách kéo, ôm duỗi. Cả nhà đọc theo và kiến tạo hình ảnh để nó đi vào bên trong, ôn tập vào bên trong, xong. Sau đó bắt đầu lặp đi lặp lại hình ảnh đó trong đầu. Xong đến một lúc đó, là chỉ có thấy hình ảnh thôi, buông tất cả mọi thứ ra để cơ thể nó tự vận hành theo đúng cái nguyên lý của nó. Thì lúc đó cả nhà mới bơi được. Nhưng mà mình phải có bước đầu tiên, đó là cả nhà quay, co, bẻ, đạp, khép, 1-2, tách, kéo, ôm, duỗi. Và đến đợt hôm nay, là buổi hôm nay là mình sẽ cùng nhau làm mà có cả chậm nước nữa để mình kết hợp với cả thở. Khi mình đã có hình ảnh và sau đó mình làm tới nơi luôn thì lúc đấy cả nhà xuống hồ bơi là quay ngon rồi đó. Giống như là chị Cẩm Nhung là đã ra rồi đã bơi rồi đó. Có những người nếu như phước báo ngon thì đợt này có thể ra ngoài để bơi 2 cây số luôn. Trước tiên là ra hồ bơi nó đến phần ngực trước, xong rồi thả ra làm vài động tác cái đã. Nhớ là thả nước em ra rồi mới bắt đầu bơi thì cả nhà sẽ làm được tốt. Được chưa? Cả nhà mình nắm được đoạn này không ạ? Mình chưa nắm thì mình có thể giơ tay lên để hỏi em để làm rõ thêm. Chưa hiểu thì có thể giơ tay lên để làm rõ thêm ạ. Cả nhà mình hiểu đoạn này chưa? Hiểu như thế nào cả nhà? Hiểu như thế nào ạ? Có ai mà mình có ai mình giơ tay lên mình chia sẻ xem là mình hiểu cái ý mà em chia sẻ nó như thế nào. Ngon. Dạ. Yeah. Có ai mình hiểu cái ý mà em chia sẻ như thế nào không ạ? Dạ rồi. Mời chị Tạ Tuyến ạ. Dạ, chị hiểu nó ý nó như thế nào chị? Dạ, xin chào thầy.
Xin chào cả lớp, xin chào biết ơn thầy cô. Em hiểu cái ý của thầy chia sẻ là khi mình tạo tất cả cái hình ảnh ở trong đầu mình ấy bằng những cái hành động mà mình, các cái động tác mà mình vừa làm, mình vừa nói. Mình nói đến động tác co thì mình phải hình dung trong đầu mình là phải co như thế nào. Và khi nói đến động tác mà bẻ thì mình phải hình dung trong cái hình ảnh ở trong đầu mình đã có cái hình ảnh cái bàn chân mình bẻ nó ra như thế nào rồi. Và khi nói đến là đạp thì phải có cái hình ảnh là cái chân mình sẽ đạp ra ra sao. Và khi đạp xong rồi nói đến từ khép thì phải thấy cái hình ảnh là chân mình sẽ khép như thế nào. Yeah. Và khi nói đến 1, 2 thì tức là cơ thể mình là dừng lại để mà mình lấy lại năng lượng, tích tụ lại năng lượng. Và khi nói 1, 2 rồi thì mình chuyển đến thân trên là mình nghĩ ngay đến hai cái tay là mình phải tách ra. Nói từ tách thì mình nghĩ đến hai cái tay mình tách ra như thế nào. Và khi nghĩ đến từ kéo thì mình phải nghĩ đến là hai cái tay mình sẽ kéo về ra sao và ôm như thế nào và duỗi như thế nào nữa. Đấy là cái hình ảnh nó cứ lần lượt nó sẽ hiện lên trong cái đầu mình tất cả những cái động tác đấy nhỉ. Cảm ơn thầy. Vậy đó là bước 2. Và dạ, đến bước thứ 3. Bước 3 là... bước thứ 3 thì tại vì là em cũng chưa xuống bể. chưa thực hành. Mới chỉ ở trên bờ thôi nên là cũng chưa biết là mình sẽ xuống bể nó làm sao. Dạ. Nhưng mà rồi bắt đầu nó sẽ hình thành, nó giống như là mình đi á. Có phải bây giờ là chị đâu có để ý đến là chị sẽ nhấc chân như thế nào đâu, đúng không? Dạ. Lúc mà mình đi bây giờ mình có để ý mình đi không, hay là mình chỉ muốn đi là đi thôi? Không, bây giờ đi thì cứ thế mà đi thôi thì em. Đó, thì đã làm biết được. Giống như vậy. Dạ. Dạ đúng rồi đó chị. Ngon. Dạ đúng ạ. Cảm ơn chị Tuyến. Dạ rồi, mời chị Trang Vũ. Dạ. Dạ. Thầy được. Dạ, em chào thầy, em xin chào cả lớp ạ. Em cảm ơn thầy cho em được phát biểu. Dạ thưa thầy, tối hôm qua thì em đi bơi rồi. Trước đây thì em chỉ bơi được độ 10 15 mét thôi là em không bơi được, mà hôm qua em bơi được khoảng 300 mét. Nhưng mà lúc mà em bơi được 30 mét thì em phải nghỉ độ 1 phút xong em mới bơi tiếp, chứ không phải là cứ thế liền mạch ạ. Yeah. Thế nhưng mà em đúng là hôm nay khi mà thầy phân tích cái này thì em là bị vướng mắc ở một chỗ. Vì hôm qua em bơi là em cũng cảm nhận cái sự vướng mắc của em là cái chân mà co bẻ đạp khép thì em làm rất ok rồi. Thế nhưng mà cái phần tay của em ấy, thì cái lúc mà em xuống bể là em lại bị khúc mắc cái phần đấy, nên em không quên đi như cái số 3 mà thầy nói. Mà lúc đấy trong đầu em lại cứ nghĩ đến là chứ rồi phải tách kéo ôm duỗi. Tức là em cứ nghĩ đến cái hình ảnh đấy. Khi em nghĩ đến thì nó bị cứng. Và em bị một cái... Và em muốn chia sẻ với thầy là như này. Cái chân thì ok, nhưng cái tay khi mà em kéo ấy, thì cái đầu em đã nổi lên rồi, đâm ra cái động tác ôm duỗi này của em nó bị chậm. Đến khi em ôm như thế này thì cái chân em đã tiếp tục đạp rồi, vì cái chân nó bị chìm xuống. Đấy thì em vẫn được 300 mét mà em cũng thấy nó hơi bị khúc mắc ở cái đoạn đấy. Thì hôm nay thầy phân tích thì em hiểu rằng cái tay vì em chưa nhuần nhuyễn, hoặc là đấy, vì em bị khúc mắc là lúc em ôm là em đã đạp chân rồi. Đấy, lúc em duỗi ra nhảy là cái chân đã đạp xong rồi, thì cái động tác tay chưa làm được cái việc số 3 là quên đi, lại cứ nghĩ đến cái việc là phải động tác như nào, thế là bị khúc ở chỗ đấy thế ạ. Có nghĩa là mà cái đoạn này này, khi mà mình đã quên đi rồi thì mình để cho cơ thể có trạng thái để trưởng thành, là mình không có cầu toàn. Tại vì nếu như cầu toàn á thì mình sẽ không có sự trưởng thành. Lúc bắt đầu mình làm á, có thể mình chưa hoàn thiện 100%, nhưng mà cứ làm đi. Và bắt đầu mình để ý và mình ý thức từng tí một, mình ghi nhận từng bước, từng chút một. Ví dụ như là em làm cái lúc giúp cái buổi Zoom học đợt này. Nếu như em chờ cầu toàn đến 100% thì không bao giờ có lớp này xuất hiện. Tại vì có rất nhiều thứ, ví dụ camera thì bị thiếu. Zoom thì không gửi được cho cả nhà phản hồi theo như là các lớp trước, là cả nhà chỉ có vào Gmail để bấm vào là vào thôi. Thì nếu như mà em chờ đến lúc đó mà em hoàn thiện thì không bao giờ có lớp. Vậy thì trong cái lúc mình làm nó sẽ có những cái sự lọng cọng lúc đầu tiên. Nhưng mình biết nó như vậy thôi, và mình hướng đến cái việc là mình bơi sẽ ngon.
Sau đó rồi mình cứ thả ra từ từng chút một, từng chút một thì mình sẽ có sự trưởng thành. Nhờ có việc mình bao dung cho chính bản thân mình bao dung cho những cái điều mà mình đang làm và mình trân trọng biết ơn từng khoảnh khắc mà mình làm tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn thì chính cái sự tốt hơn nó sẽ làm cho mình tốt hơn nữa. Dạ. Đó. Dạ. Cảm ơn chị Trang. Vậy là ngon rồi đó. Vậy là đã có người ra ngoài hồ nữa bơi rồi đó nha cả nhà. Ngon quá. Cảm ơn chị. Và em cũng không là hôm qua lại bơi được 10 vòng ạ. 10 vòng tại một cái chiều dọc đấy là 30 mét đây này ạ. Là bơi được 3. Cảm giác sao chị Trang? Cảm giác sao? Nói chung là em cũng ngạc nhiên đấy ạ. Em cũng ngạc nhiên là tại sao lại bơi được như thế. Nhưng mà đúng là như thầy vừa chia sẻ cũng đúng cái tâm lý của em. Tức là đúng là như hôm qua em xuống em rất là cũng là vui và vì mình bơi được 300 mét như thế. Nhưng mà đúng là em cũng chưa biết ghi nhận mình lắm. Tại vì em vẫn cứ khúc mắc là cái chỗ là tại sao cái tay của mình lại không được như thầy dạy, như cô dạy. Mình lại bị cái động tác tay nó chậm thế. Nhưng mà lúc nãy thầy chia sẻ thì em hiểu ra rồi ạ. Mỗi ngày mình tiến bộ một chút và mình ghi nhận mình ạ. Ghi nhận mình một tí, Dạ vâng em. Dạ, yeah, mời chị Lam. Dạ. Em chào thầy cô, chào cả lớp. Cảm ơn thầy đã cho em phát biểu ạ. Yeah. Thầy cái bài học hôm nay là thầy vừa giảng ba cái điều là ba cái bước là tập bằng cái thể chất là mình nói. Thì em mới cái ngộ ra cái điều là thầy nói là mình đi bằng cái quán tính, tức là mình và hồi trước giờ thì chưa có biết, mình cũng biết là mình đi bằng quán tính là do mình thói quen mình đi hoài thì mình không có một ý niệm, một cái suy nghĩ trong đầu gì hết mà tự đi tới à. Thì hôm nay khi mà thầy chia sẻ như vậy mình ngộ ra rằng như vậy là cái cơ của mình nó có cái trí thông minh của nó sẽ nhớ. Đó là cái điều mà tâm đắc ngộ ra của bài hôm nay. Dạ, như vậy thì cái bước hai là mình cần là mình phải làm, bữa giờ là mình có hình ảnh trong đầu rồi. Là những cái động tác là mình nói, nghe nói thấy biết là mình đã có hình ảnh rồi. Bây giờ cái bước hai là mình phải lặp đi lặp lại, tức là bây giờ mình ở nhà mình phải bơi trên cạn hoài giống như là cái bài thể dục vậy đó. Tức là phải làm hoài, là co duỗi đạp kép 1 2 tất kéo ôm duỗi làm hoài gì thì mình sẽ lặp đi lặp lại cái đó để cho cơ của mình nó ghi nhận. Đúng thầy, rồi sau đó mình xuống nước mình quên đi, thư giãn cơ thể và mình làm thôi. Dạ, xong rồi bao dung cho cái cơ thể mình và khi mà nó sẽ tự điều chỉnh để cho nâng cao cái gọi là cái sự điều chỉnh của cơ thể, cái trí thông minh của cơ thể mình. Dạ. Có thầy, giống như là một cái kiến thức hoàn toàn mới luôn thầy ơi. Rất là mới mẻ. Dạ. Thì có một cái như thế này nữa chị. Có nghĩa là cái việc mà lặp đi lặp lại hình ảnh trong đầu này nó rất là quan trọng. Có nghĩa là khi mà ở đây chúng em hỗ trợ cho cả nhà, xong đến cả nhà sẽ quay bài học tâm đắc ngộ ra, là quay co bẻ tập khép 1 2 thế kéo ôm duỗi, là quay video để gửi lên trên group. Và sau khi có hình ảnh xong rồi thì rảnh ra phát một, khi mà mình ngồi mà mình rảnh á thì thay vì mình suy nghĩ nhiều việc nó không có bên ngoài thì mình ngồi mình hình dung mình co bẻ đặt khép 1 2 tất kéo ôm duỗi thôi. Tại vì tín hiệu thần kinh ở đây nó sẽ truyền xuống dưới cơ, tín hiệu thần kinh của não khi mà làm xong tất cả mọi thứ có hình ảnh lặp đi lặp lại hình ảnh đó thì nó truyền vào cơ, thì tự nhiên cơ thể nó sẽ làm được đấy. Có một cái khi mà có một cái người mà họ đạt được kỷ lục về hít đất đó thì người ta mới phỏng vấn là anh tập hít đất như thế nào để anh đạt được cái kỷ lục thế giới đó. Thì ông ấy nói mà tôi lập được hiện thực thế giới á, là tại vì tôi lập đi lập lại, suy nghĩ lập đi lập lại ở bên trong. Tập đi tập lại cái hình ảnh bên trong đầu, lập đi lập lại cái hình ảnh đó. Thì tự nhiên là tôi làm được cái việc là, tại vì khi mà cái bộ não này nó có cái đường hành bên trong, nó truyền cơ xuống dưới. Tại vì theo một cái nghiên cứu ấy, là cái cơ thể này nó không biết thật và giả gì đâu. Chỉ đơn giản là mình hình dung cái gì thì nó sẽ xảy ra. Và có một thí nghiệm đó là thí nghiệm về việc mà ném bóng rổ, là có 3 nhóm ném bóng rổ. Là nhóm đầu tiên là nhóm mà ném bóng rổ bằng cơ thể thực tế,
Nhóm thứ hai là nhóm chỉ ngồi và hình dung ném bóng rổ vào trong rổ, là hình dung bằng hình tâm trí. Nhóm thứ ba là nhóm không làm gì cả, là cũng không hình dung là ném bóng rổ luôn, và cũng không hình dung là không cầm bóng để tập ném luôn. Thì đến cái ngày tổng kết, cái ngày mà mọi gọi ba nhóm ra để thi ném bóng rổ, thì nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhất ném được 10 trái, là cái nhóm mà cầm ném bóng rổ ném á. Cái nhóm cuối cùng là nhóm không làm gì cả thì số lượng bóng vào rổ là cực kỳ kém, cái đó là chắc chắn rồi. Nhưng mà cái điều đặc biệt là cái nhóm thứ hai là cái nhóm chỉ ngồi thôi mà hình dung tập ném vào rổ lại ngang bằng với kết quả của cái nhóm cầm quả bóng ném. Thì đấy là lý do vì sao mình hình dung rất rõ là sức mạnh của việc tập luyện lặp đi lặp lại hình dung tâm trí. Nó quan trọng rất là nhiều, tại vì hình ảnh nó mới tạo ra kết quả. Lúc đầu tiên chúng em làm thế này với cả nhà, để cả nhà nạp hình ảnh vào bên trong, có hình. Sau đó lặp đi lặp lại hình ảnh đó bên trong. Thì đến lúc cả nhà ra ngoài thả ra phát là bơi. Thả ra một phát là bơi. Quan trọng lắm. Mình nhớ theo công thức của nguồn cuộc sống là hình ảnh thì quyết định kết quả. Hình ảnh mới quyết định kết quả. Lặp đi lặp lại hình ảnh trong đầu. Xong rồi sau đó tập xong rồi bắt đầu thêm vào, tại vì não của mình có khả năng hình dung và tưởng tượng. Não của mình có khả năng hình dung và tưởng tượng. Hình dung mình có cái động tác rồi đúng không? Hình dung xong mình thêm vào, tại vì cả nhà tưởng tượng được mà, đưa thêm nước vào. Rồi, hình dung mình bơi như thế nào. Bắt đầu hình như em thấy là có những người bắt đầu có hình rồi đó. Mình có động tác là co, bẻ, đạp, khép, 1, 2, tách, kéo, ôm, duỗi. Cái lúc mình ôm, kéo, ôm, duỗi là mình lên, mình lấy hơi, xong mình đẩy xuống, duỗi ra phát một, xong rồi bắt đầu mình mới co, bẻ, đạp, khép, 1, 2. Rồi bắt đầu mình làm, rồi mình đưa thêm nước vào. Mình cảm giác một lần mình đạp khép một cái, nó tạo ra độ lướt nước. Cái đoạn 1, 2 là mình lướt về phía trước. Lướt về phía trước, xong rồi mình lại tách kéo, ôm duỗi là lên lấy hơi, xong rồi mình xuống, xong mình lại co, bẻ, đạp, khép, 1, 2. Lướt thêm một đoạn nữa, lần lên lại lấy hơi. Xong mình lại xuống, mình lại lướt thêm một đoạn nữa. Cứ như vậy mà mình đi tới. Và chỉ có một thứ nó làm cho mình ngăn cản thôi, là tại vì mình không chịu tin tưởng việc này. Tại vì hình ảnh thì kết quả. Vậy thì trong tâm trí chỉ cần hiện ra một chữ, hiện ra một ý niệm, mình không bơi nổi đâu. Làm gì có chuyện bơi nổi, làm gì có chuyện tập như vậy là bơi được. Là nó cắt, là y chang như những gì mình có. Tại vì hình ảnh thì tạo ra kết quả. Vậy hình ảnh gì tạo ra kết quả đó. Hình ảnh không bơi được đâu thì lập tức là không bơi được đâu, và chứng minh cho mình làm điều đó đúng. Còn hình ảnh là mình bơi được tốt thì sẽ bơi được. Nó đơn giản như vậy thôi. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Biết ơn thầy. Cảm ơn chị Lam. Ngon quá. Quý báu thầy ơi. Dạ. Dạ. Dựa trên nền móng của nội tâm tự nhiên mình sẽ xuất luận nó hết à. Dạ. Tắt mic ạ. Biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Cảm ơn chị Lam. Ngon. Dạ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái việc là tập luyện nha cả nhà. Rồi cả nhà giúp em set up bối cảnh camera. Chuẩn bị hết bối cảnh để chuẩn bị. Mình sẽ vào. Mình đội đeo kính này, đội nón này, đeo kính này. Xong rồi bắt đầu mình sẽ tiếp tục tập nha. Cả nhà mình ok, đẹp. Đẹp sẽ spotlight lên. Dạ rồi, cả nhà mình quan sát trước, quan sát vào em làm trước nha. Quan sát vào em làm trước. Đầu tiên á là cả nhà vào bước đầu tiên là thở nước trước đi cả nhà.
cả nhà thở nước 50 cái, lấy một cái chậu á, đeo kính đeo nón và lấy cái chậu và thở nước 50 lần. À, vợ em nói là mình sẽ quan sát để nhìn lại cái cách mà mình thở nước nha. Vợ có thể xoay dọc đây để cho nhà nhìn cho nó đơn giản không? Đây, được chưa? Dạ rồi, cả nhà quan sát của em một chút xíu để mình nắm rõ được các bước đã. Mình lấy hình vào trong đã. Đấy. Lại đó. Dạ rồi. Lộc chào cả nhà. Lộc hỗ trợ một chút cho cả nhà về cái phần thở nước nha. Tại hôm bữa xem video các anh chị gửi khi thở nước á, Lộc thấy có một số anh chị là vì chống cái cùi chỏ rồi thở như vậy nè, thì như vậy nó sẽ rất là mỏi và nó nói chung là nó không thoải mái á. Cho nên là khi cả nhà thở nước á, cả nhà cứ thả lỏng toàn bộ cơ thể, hạ thấp vai nhất có thể, hạ thấp vai nhất có thể, duỗi thẳng tay mình ra luôn, hạ thấp vai nhất có thể, cho làm sao á, gần như từ cổ tới mông tới chân của mình là cơ thể mình là một đường thẳng luôn nha cả nhà. Dạ là như vậy á, chứ mình không có chống cái này, không có chống cái này rồi hạ cái đầu xuống, mà cả nhà duỗi thẳng tay ra luôn, duỗi thẳng tay của mình luôn, sau đó hạ vai thấp nhất, rồi sau đó mình cứ hít thở thôi, mình sẽ hít một hơi, sau đó hít một hơi bằng miệng, sau đó xuống dưới nước thở ra bằng mũi, rồi từ tốn nâng cái phần đầu của mình nhẹ lên để hít vào bằng miệng, rồi lại tiếp tục lặp lại như vậy, thì lặp làm mẫu lại nha cả nhà. Ha, cả nhà duỗi thẳng tay là hạ thấp vai nhất có thể nè. Lộc sẽ xoay ngang như vậy cho cả nhà nhìn cái bước nè. Rồi, hạ thấp vai là duỗi thẳng tay ra rồi. Rồi di chuyển cái thâu làm sao thuận tiện nhất cho cả nhà thở nước. Ha, hạ thấp vai. Duỗi thẳng tay, hạ thấp vai rồi bắt đầu ấp mặt xuống thở. Cả nhà lưu ý là toàn bộ cái phần vai, lưng là toàn bộ phần này là nằm trên một đường thẳng. Cổ thả lỏng tối đa. Thả lỏng ở phía trước, tại vì tí nữa mình sẽ làm cái động tác là động tác cổ tay luôn. Đó. Dạ rồi, bây giờ mình có thể bắt đầu mình tập thở được rồi đó. Em quay nghe mình thấy luôn đúng không? Thấy. Dạ rồi, cả nhà thở đi ạ. Đang quan sát đi ạ. Làm được lâu á là do mình giữ được hơi thôi. Mình thở từ 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 tốn từ chút một là mình làm được lâu ạ. Mình thở ra bình thường nhẹ nhàng từ tốn và thong dong á là mình sẽ làm được lâu. Cả nhà lưu ý giúp em á là mặt bàn tay úp và hướng tay về phía trước, mặt bàn tay úp và hướng về phía trước. Mặt bàn tay úp xuống. Cái toàn bộ cái này á là tay của em á là không có làm gì đâu nè. Không có làm gì đâu. Tay của em không có chống gì hết á. Chị Ngọc Điệp là ngày mai mua cái chậu nhỏ hơn nha, chị Điệp. Chậu to quá. Chậu càng nhỏ càng tốt á, chậu nhỏ thì nó sẽ giúp cho cả nhà làm động tác tay tốt hơn. Thở nước 50 cái này cả nhà, thở nước để cho nó điều hòa lại. Đối với các anh chị ở miền Bắc á, thì có thể lấy tí nước ấm
để cho vào chậu để cho nó ấm, cũng rất là ngon. Nếu như mình ở ngoài Bắc thì trời không khí lạnh á, thì mình lấy tí nước ấm. Nhớ giúp em là mở kính nha. Con trai Đặng Thùy Lê, con trai giúp thầy tắt background á. Tại vì không có thấy con làm, tại con để background không thấy được. Tắt cái background khi khí cầu đi thì mới thấy được. Thở nước 50 cái nha cả nhà, mình tự đếm, tự thở, tự đếm luôn. Năm mươi lần cứ thư giãn từ từ, từ tốn để làm. Hay quá, hai mẹ con cùng tập với nhau, ngon quá. Mình úp mặt, nếu như mà mình úp được á, mình giữ thật là lâu và mình mở mắt ra nha cả nhà. Mở mắt và nhìn xuống dưới cái đáy chậu nha. Nhìn xuống dưới đáy chậu luôn, úp xuống nhìn xuống dưới đáy chậu luôn. Nhìn cả nhà đeo kính đẹp quá. Anh Pha thả lỏng vai hơn tí xíu, anh Pha ơi, thả lỏng vai xuống xíu. Anh lùi người lại để cho cái thành nó vào cái phần cổ thôi, đúng rồi. Thả lỏng vai ra. Cái chậu của anh nó hơi cao tí. Ngồi chậu thấp hơn tí xíu nha anh Phan. Chị La Thoại Linh úp mặt sâu hơn tí xíu nào. Dùng khí lên úp mặt sâu hơn tí xíu. Mở mắt ra. Mở mắt. Đúng rồi. Ồ, có mấy con tập cùng nè. Cháu chị Diệu cũng có con tập cùng nè. Con đang cầm kính, mày quay, mày quay. Chị Yên Tạ Thị, từ tốn bình tĩnh, từ từ làm. Đúng rồi. Úp mặt sâu hơn tí xíu chị Yên Tạ Thị ơi. Đúng rồi. Ở nhà mình tạo cho mình một cái nhịp điệu lên và xuống từ tốn. Lên chậm rãi, xuống từ từ. Xuống sâu hơn tí con trai, xuống sâu hơn chút xíu. Đúng rồi, từ tốn xuống, con xuống từ từ, giữ hơi lại, chậm thôi, chậm thôi, mở mắt ra nha, mở mắt ra, xuống thở ra bằng mũi, xuống phải giữ lâu hơn tí xíu, chỗ chị dịu á, đúng rồi, sâu hơn, xuống, xuống, giữ lại, xuống nào, nghe thầy nào, xuống, xuống, giữ lại, lên, rồi xuống luôn, xuống, giữ lại, giữ, lên. Xuống dài hơi hơn, đúng rồi, lên, đúng rồi đó con, tốt lắm mày đó, rồi xuống, lên, tốt đó, thấy thoải mái rồi đó con, rồi cứ tiếp tục như vậy mà làm.
Đó, con bây giờ tập tốt rồi đó. Cả nhà cứ từ 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 tốn, từng tí một. 50 cái rồi thì mình sẽ dừng lại nha. Mở mắt ra nha cả nhà, nhớ là mở mắt nha. Trời, cảm động quá. Chỗ nhà chị Diệu rất là sáng tạo, lấy cái đầu bọc đầu vô để bọc đầu luôn. Ngọt thế, ngọt thiệt chứ. Dạ rồi, rồi cả nhà mình bắt đầu mình quan sát vào em làm động tác có chân và tay nha, và cả thở luôn nha. Cả nhà ngồi dậy quan sát giúp vào em ạ. Hướng này đi, hướng này trước xong rồi bắt đầu chuyển hướng. Từ đấy chỉnh cam lên cho nó hướng ngang đi, ngang mới thấy được, ngang mới thấy được. Cả nhà mình ngồi dậy quan sát trước nha cả nhà, ngồi dậy quan sát trước. Đầu tiên, bước đầu tiên khi mình xuống nước á, là mình khoan hãy làm động tác bộ. Mà đầu tiên là mình cần phải ổn định được nhịp thở ở dưới nước trước đã. Thế nên các anh chị mà có ra hồ á, thì việc đầu tiên không phải là việc mình bơi thật là nhiều đâu. Mà là việc đầu tiên là mình phải thở nước ít nhất là được 50 cái đến 100 cái. Việc thở được 50 cái đến 100 cái sẽ hỗ trợ để cả nhà bắt đầu điều hòa hơi thở để nó phù hợp với trạng thái ở dưới nước. Sau đó rồi bắt đầu mình mới bơi. Trước khi mà mình tập thở thì mình cần phối hợp một điều, đó là cần khởi động trước để làm nóng cơ. Dạ rồi. Rồi, bây giờ cả nhà sẽ quan sát vào em làm nha. Rồi, khi mà bắt đầu cả nhà lưu ý động tác của mình á, là phải úp mặt xuống dưới nước. Vậy thì mặt úp xuống, xong rồi co, bé, đạp, khép, 1, 2, tách, kéo, ôm, duỗi, co, bé, đạp, khép, 1, 2, tách, kéo, ôm, duỗi, co, bé, đạp, khép, 1, 2, tách, kéo, ôm, duỗi, co, bé, đạp, khép, 1, 2, tách, kéo, ôm, duỗi, co, bé, đạp, khép, 1, 2, tách, kéo, ôm, duỗi, co, bé, đạp, khép, 1, 2, tách, kéo, ôm, duỗi. Dạ rồi, cảm ơn cô giáo. Dạ rồi, cả nhà mình hình dung cả nhà. Hả? Quay từ trên xuống hả? Dạ rồi. Cả nhà mình có thấy rõ mà. Có cần quay từ trên xuống dưới không? Cả nhà có cần quay từ trên xuống dưới không? Nếu cần thì... Cả nhà có cần quay từ trên xuống dưới không cả nhà? Có thấy rõ không ạ? Dạ có ạ. Vậy là có quay nhá. Dạ rồi. Ý là sao? Ý là...
làm dọc nha. Rồi, từ ok. Rồi. Từ. Rồi cả nhà quan sát nha cả nhà. Bắt đầu. Úp mặt xuống trước. Rồi co. Bé. Đạp. Khép. 1 2. Tách. Kéo. Ôm. Duỗi. Co. Bé. Đạp. Khép. 1 2. Tách. Kéo. Ôm. Duỗi. Co. Bé. Đạp. Khép. 1 2. Tách. Kéo. Ôm. Duỗi. Co. Bé. Đạp. Khép. 1 2. Tách. Kéo. Ôm. Duỗi. Co. Bé. Đạp. Khép. 1 2. Tách. Kéo. Ôm. Duỗi. Dạ rồi, cảm ơn cô giáo. Dạ rồi, cả nhà vào vị trí. Chuẩn bị thôi, từ từ để em quan sát cả nhà. Khoan hãy úp mặt nha, từ từ đã. Để đúng rồi á, để set up giúp em cái trọng nước, cái camera ra xa để em nhìn thấy được cả nhà nha. Rồi. Đổi khác được. Rambo. Dạ rồi. Chuẩn bị nè, úp mặt xuống, thở nước ra. Rồi lên lấy hơi. Xuống thở ra. Lên lấy hơi nào. Rồi xuống thở ra. Rồi co. Bé. Đạp. Khép. 1 2. Tách. Kéo. Ôm. Duỗi. Co. Bé. Đạp. Khép. 1 2. Tách. Kéo. Ôm. Duỗi. Co. Bé. Đạp. Khép. 1 2. Tách. Kéo. Ôm. Duỗi. Co. Bé. Đạp. Khép. 1 2. Tách. Kéo. Ôm. Duỗi. Co. Bé. Đạp. Khép. 1 2. Tách. Kéo. Ôm. Duỗi. Co. Bé. Đạp. Khép. 1 2. Tách. Kéo. Ôm. Duỗi. Co. Bé. Đạp. Khép. 1 2. Tách. Kéo. Ôm. Duỗi. Co. Bé. Đạp. Khép. 1 2. Tách. Kéo. Ôm. Duỗi. Co. Bé. Đạp. Khép. 1 2. Tách. Kéo. Ôm. Duỗi. Co. Bé. Đạp. Khép. 1 2. Tách. Kéo. Ôm. Duỗi. Co. Bé.
đạp, khép, một, hai, tách, kéo, ôm, duỗi, co, bẻ, đạp, khép, một, hai, tách, kéo, ôm, duỗi, co, bẻ, đạp, khép, một, hai, tách, kéo, ôm, duỗi, co, bẻ, đạp, khép, một, hai, tách, kéo, ôm, duỗi, co, bẻ, đạp, khép, một, hai, tách, kéo, ôm, duỗi, co, bẻ, đạp, khép, một, hai, tách, kéo, ôm, duỗi, co, bẻ, đạp, khép, một, hai, tách, kéo, ôm, duỗi, co, bẻ, đạp, khép, một, hai, tách, kéo, ôm, duỗi, co, bẻ, đạp, khép, một, hai, tách, kéo, ôm, duỗi, co, bẻ, đạp, khép, một, hai, tách, kéo, ôm, duỗi, co, bẻ, đạp, khép, một, hai, tách, kéo, ôm, duỗi, co, bẻ, đạp, khép, một, hai, tách, kéo, ôm, duỗi. Dạ rồi, cả nhà ngồi dậy. Có ai có muốn chia sẻ gì không ạ? Lấy cho anh cái kem đấy. Có ai muốn chia sẻ không ạ? Muốn chia sẻ thì có thể giơ tay đến để chia sẻ. Hoặc là có muốn trao đổi gì không ạ? Dạ, mời chị Huệ. Thầy ra đây và cả nhà biết ơn thầy cho em cơ hội chia sẻ. Lúc đầu là hơi bị ngợp đấy ạ. Lúc đầu là bắt đầu luống cuống chân tay. Nhưng mà may là chưa bị sặc. À, xong rồi, bây giờ thôi mình bình tĩnh, mình có thể không kịp nhịp của thầy thì cũng không sao. À, biết là mình không kịp thôi, nghĩa là lúc này lôi tính chân đặt ra. Biết là mình không kịp, biết là mình chưa phối hợp nhẹ nhàng. Và thả lỏng, cứ tiếp tục kiên trì làm theo. Mặc dù là thấy là cũng chưa được ghi ý, nhưng mà ít nhất thấy là mình vẫn kịp cái tiến độ của thầy và không bị sạc, ghi nhận hơn sợ bản thân so với mọi khi là không bị sạc, thả lỏng cơ thể và bình tĩnh cũng thấy ngon thầy ạ, ghi nhận bản thân ạ. Biết ơn thầy và cả nhà cho cô chia sẻ. Cảm ơn chị Huệ. Tại vì như thế này cả nhà ơi, bây giờ mà còn suy nghĩ xem là co là như thế nào, bẻ là ra sao, đạp như thế nào, khép là như thế nào là thôi là xong rồi đó, là trọng gì. Đó là lý do vì sao mà em nhắn cả nhà là quay co, bẻ, đạp, khép, một, hai, tách, kéo, ôm, duỗi. Lúc này nó thành phản xạ đúng không? Lúc này không còn phải là ý thức về việc như thế nào là co, như thế nào là bẻ, như thế nào là đạp, như thế nào là khép nữa. Thì chị Huệ đang làm cái rất là ngon, là chỉ biết nó là như vậy thôi. Xong từ 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 nghĩa là mình ghi nhận bản thân từ từ mình làm ngon hơn á. Chúc mừng chị, ngon quá. Dạ rồi, mời chị Thảo Hoàng, Hoàng Thảo. À, Hoàng hay là Hoàng Thảo nha. Dạ. Dạ, em chào thầy, em là Thảo ạ. Thầy cho chia sẻ với là lúc em xuống á, ý là cảm thấy rất là khô cổ á thầy. Cô. Với lại là ví dụ như khi mà mình đi bơi thật là mình cũng chậm như vậy à thầy, tức là cái nhịp mình chậm như vậy luôn à thầy? Đúng rồi. À, lúc đầu tiên nó sẽ bị chậm như vậy tại vì nhịp đó là nhịp để mình bơi đường trường như vậy thôi. À. Dạ. Tự nhiên chị cứ làm đợi như vậy đi thôi. À. Đấy, lúc đấy cái nhịp mình cứ giữ. Tại vì khi mà em có riêng thở nước thì thấy cái hơi của mình được rất là dài á, nhưng mà khi mà lắp tay chân vô á thấy
nó giống như bị thiếu thiếu hơi á, lên lên không có đủ. Vậy là thầy cứ giữ giữ cái nhịp đấy luôn. Giữ cái nhịp đó. Giữ cái nhịp đó. Thế nên là khi mình thở nước á, khi mà cả nhà thở nước á, giữ cái nhịp thở dài này. À, dạ. Thở từ thôi, tại vì mình xuống dưới nước không phải là mình thở tống hơi ra, mà là mình thở rất là nhẹ nhàng. À. Xong mình lên hít vô, xong mình thở dài. Ừ. Tự tự khắc nó sẽ điều chỉnh, tại vì mình chưa quen thôi, mình chưa có quen. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Dạ rồi, mời chị Đặng Đặng Thị, không có nhìn hết được tên. Mở mic đi chị, em mở rồi đó. Ôi. Mở đi chị. Chưa mở rồi à? Ask to unmute rồi mà. Bấm cái chữ accept thì mới vào được, mới ấy được. Chị Đặng Thị vậy đó, chị số 055 gạch ngang 634. Chị hôm qua có thắc mắc gì, chỗ hỏi gì kìa. Chị không mở mic được hả chị? Mở mic đi chị. Bấm rồi đó. Chị phải đồng ý thì mới mở được. Ừ. Không bấm được à? Dạ rồi, chị vậy chị nghiên cứu. Dạ, máy bị lỗi. À rồi. Vậy thôi đến đến chị Bình Minh, tại như Bình Minh nha. Dạ, mời chị Bình Minh. Thắng, cô Lộc và cả nhà. Dạ. Hôm qua Bình Minh tập thử thì nãy Bình Minh có chat á, là chưa có quen cái vụ mà mình hít vô bằng mũi và thở ra bằng miệng, còn cái này ngược lại. Thì hôm qua tập thử thì tự cảm giác nó sợ. Có nghĩa là hôm nay mình háo hức. Cái bữa mà thầy dạy thì lúc đó thì có nghe nhưng mà cũng bận không có tập được, có nghĩa là chưa có dụng cụ cái không có tập thì tự nhiên cảm giác nó sợ, tại vì cách đây 20 năm ông xã cũng dạy cho bơi, cuối cùng không bơi được. Nhưng mà hồi nãy vừa rồi á, thì có tập được thì thấy thở dưới được, có nghĩa là vô làm theo cô á thì bắt đầu thở, nhưng mà có điều là vẫn có quen là mình vẫn thở ra trong nước được, nhưng mà mình khi mình lên mình cũng thở bằng cái miệng ra chứ không hít vô. À. Và có những quên thì thấy cái miệng vẫn uống nước, mà Bình Minh cũng bị thói quen đó bao nhiêu lần, là có nghĩa là xuống nước lần hồi cái miệng ngậm nước xong thì tất nhiên mình không thể uống cái nước đó vô, mình phải phun ra thì nó phải dơ mặt hồ, hay là nãy cái thao của mình á nó dơ, thì không biết là mọi người có bị cái cảm giác đó hay là cũng như mới đầu mình bị như vậy là bình thường, sau này nó sẽ cải thiện hay là như thế nào không biết. Em có nói với lại các anh chị học bơi á, thật ra là chúng em vẫn uống nước như bình thường. Dân là bình thường đi bơi 2 cây số, đi bơi 5 cây số hoặc đi 10 cây số uống nước là chuyện rất là bình thường. Không có gì gọi là nó quá là vậy đâu. Thế nên có uống nước, có lỡ sặc nước uống nước tí thôi không sao cả. Giờ cái thứ hai nữa là ông xã nói thôi vậy thì em vô bồn tắm em tập á, tại vì nhà thì tắm bồn ngày nào cũng tắm á. Dạ. Không biết mình tập bồn mình thở vậy thì có được hay không, hay là phải tập cái tư thế gì mới đúng. Tập bồn tắm chị đâu có làm. Có nghĩa là mình không đầu xuống mình tắm, mình vô bồn xong mình không đầu xuống để mình tập thính thở luôn thì có nghĩa là có bị sai tư thế không? Tại vì ở hay đây là mình tập là được. Ở đây ấy, lý do vì sao mình phải nằm một cái chiều như vậy nhé, đúng đó mới là cái chiều để mình bơi. Còn trong cái bồn nó không có đủ để chị nằm úp hết cả người xuống. Lúc đạp ếch ra, lúc đạp ếch là chị không có đạp được. Cái tay nữa. Không, có nghĩa là mình tập để mình thở thôi á, có nghĩa là để thở cho nó quen thở á, thì mình tập như vậy có được hay không? Nếu thở thôi thì được. Thở được thì được. Thở thôi thì được chị, còn kết hợp tay chân thì một là phải xuống hồ, hai là ở trên kệ. Còn thở đó, nước chị vô bồn chị. Thì ý là mình mới nói là nếu mà như vậy thì sẵn cái tắm á, mình tập luôn á, ý là như vậy thì có bị sai, sợ có tập cũng không có kết quả thì không nên tập thôi, còn nếu mà vẫn tập ok thì Bình Minh cũng tranh thủ á, ý là như vậy. Thở nước được chị, thở được. Rồi, với lại một cái nữa này, một cái nữa là chị này, là khi mà mình suy nghĩ quá nhiều á thì mình sẽ bị ừ. Có nghĩa là lúc mình làm là mình chỉ có làm thôi. Ừ. Vợ em là một hiện thực mà chỉ có duy nhất một ngày duy nhất tập ở trên cạn thôi,
là ngày hôm sau là 10 ức. Ngày thì mình là dạng người hay suy nghĩ. Một ngày duy nhất thôi, một ngày duy nhất thôi. Là vợ em là người tập co bẻ đạp khép 1-2 tách kéo ôm duỗi, tập đòn thục và lặp đi lặp lại ngày trong đầu. Sau đó ngày hôm sau ra ngoài bơi. 2 cây số. Vậy. Cái ngày, cái lúc đầu tiên mà khi mà vợ em xuống dưới hồ á, là vợ em là tập á, là tại vì chưa có quen, chưa có lặp đi lặp lại hẹn trong đầu á, và chưa có tập để nó ra cái động tác. Thế nên là ngày hồi trước là uống nước, là cứ đi 1-2 nhịp là xong. Nhưng mà sau đó thì vợ em về nhà rồi em làm động tác, xong rồi có hình ảnh bên trong rồi lặp đi thành hình ảnh trong đầu, xong cuối cùng vợ em bơi từng dài. Vẫn là chia sẻ với cả nhà cái đó. Dạ, Lộc chào cả nhà. À, Lộc xin phép chia sẻ cái hiện thực của mình á, khi mà được học bơi trên cạn một buổi, thì buổi sau là Lộc xuống nước là Lộc bơi ếch được luôn. Là trước khi đó là Lộc cũng đi nhờ anh Thắng hỗ trợ một buổi, là lúc đó chưa có tập trên cạn, là cũng có nhờ anh Thắng để hỗ trợ bơi ếch ở dưới hồ, ra hồ luôn. Thì Lộc cứ bị dính mắc giữa cái việc bơi sải với bơi ếch á. Là hình ảnh mình, tại vì cái cảm giác của một người bơi sải thì họ nổi hoàn toàn gần như trên mặt nước, còn bơi ếch ra thì tự nhiên cứ thấy bị chìm cái chân á, cho nên là mình bị dính mắc cái chỗ mà mình muốn nó phải như vậy á, theo cái ý mình. Nhưng mà trong khi bơi ếch á là nó sẽ hơi chìm chân, còn có nghĩa là lúc đó Lộc bị dính mắc giữa cái mình là một cái người biết bơi sải á, và khi ra và bơi ếch á thì Lộc bị dính cái hình của bơi sải, cho nên là nó không có sống được ở giây phút của thực tại, cũng như là mình đã là ai rồi thì mình không thể là người khác được nữa. Dạ, thì hôm sau thì tin tưởng cái lời của thầy á, là thầy nói là chỉ cần bơi trên cạn thì xuống nước là bơi được, thì nghe cái câu đó đó của thầy và tin tưởng thầy là thầy cũng là thầy Toàn của mình á. Dạ, thì thầy nói câu đó thế là Lộc tin tưởng, cho nên là khi mà hôm đó được thầy Trọng hỗ trợ trong cái lớp thầy con đuổi cốt của mentor 3 mình á, thì thầy Trọng có hỗ trợ cả nhà bơi ếch trên cạn. Thì lúc đầu Lộc tập thì những cái nhịp đầu tiên á là Lộc cũng bị loạn, có nghĩa là tập trên cạn luôn á, nhưng mà tự nhiên tí nữa mình ghi nhận mình á, mình ghi nhận mình thì tự nhiên cái, và điều mình mong muốn là gì, mình biết được điều mình mong muốn là gì, là mình muốn bơi ếch thiệt là đẹp thuần thục, và đây cũng là một trong những kỹ thuật để sắp tới mình chuyển giao được cho mọi người á. Thì tự nhiên cái nó quay lại để tập trung, là cứ giống như là lúc đó là cứ nghe thầy Trọng nói cái gì thì làm cái đó. Thì những bước đầu tiên á, là nó sẽ theo từng nhịp giống như co là sao. Thì tự nhiên mình sẽ quan sát được thế nào gọi là co, thế nào gọi là bẻ, thế nào gọi là khép, và tới tay cũng vậy. Tách kéo ôm duỗi là như thế nào, và nhớ có cái nhịp nghỉ giữa hai cái thân trên và thân dưới. Đó, thì khi mà xác định mong muốn thì quay lại tự nhiên là mình sẽ trọn vẹn ở giây phút thực tại đó. Tại vì mình biết đi mình mong muốn rồi, thì tự nhiên mình quay lại thực tại. Thì mình chỉ tập trung lắng nghe cái người hướng dẫn của mình đó, họ nói cái gì và mình làm cái đó. Thì trong một buổi tập đó, thì giai đoạn đầu là Lộc sẽ ghi nhận từng nhịp, từng cái nhịp một. Thì, nhưng mà tí nữa là khoảng nửa của cái buổi học thôi, là tí nữa Lộc cảm nhận được là cái nhịp, tại vì cái thầy cô á, họ hỗ trợ cho mình, họ phải tách nhịp ra để cho mình hình dung được. Nhưng mà khi cả nhà bơi á, là nó thành một động tác luôn rồi, chứ nó không phải là tách co bẻ đạp khép nữa, mà nó sẽ là co vô là bẻ, là đạp là khép, thì nó là thành một luôn, giống như dạ, nó thành một bước luôn, một bước của chân và một bước của tay, chứ nó không tách thành bốn nhịp nữa. Dạ, thì Lộc làm tới nửa cái buổi của cái ngày mà thầy Trọng hỗ trợ là tí nữa là Lộc cảm nhận được cái chân của Lộc ở dưới nước như thế nào luôn, và cái tay dưới nước và cơ thể mình dưới nước như thế nào luôn. Rồi sau đó mới đi ra nước thì cũng bắt đầu với việc thở nước, rồi cũng bắt đầu với cái việc cũng hơi còn, giai đoạn đầu nó cũng sẽ còn lỏng cộng ở dưới nước nhưng mà cứ nhớ lại điều mình mong muốn là gì, và khi mình xuống nước bắt đầu mình ghi nhận bản thân mình, có nghĩa là chỉ cần Lộc làm được cái gì á mà Lộc đã thấy nó tốt hơn một chút là Lộc ghi nhận liền, chỉ cần tốt hơn một chút là ghi nhận liền. Thì lúc đầu là lỏng cộng, thì tí nữa bắt đầu cảm giác cơ thể mình dưới nước nó đơn giản hơn, rồi sau đó bắt đầu Lộc bơi từ đầu hồ bên này tới cuối hồ bên kia,
Thì ví dụ trên hành trình lặp đi từ đầu tới cuối hồ, chỉ cần có một lần lặp lành được thuần thục động tác BS thôi và làm tốt thôi là lặp ghi nhận cái lần đó. Đó thì tí nữa cái dòng tiếp theo nó sẽ tăng được cái số lần làm tốt, là dòng tiếp theo nó sẽ tăng lên thì thế là tí nữa là lặp bơi bình thường luôn. Lặp bơi bình thường như một người biết BS luôn. Dạ thì bơi đi bơi lại thì trong là một buổi tập ở trên cạn và một buổi xuống nước là lặp bơi được luôn. Dạ thì chỉ khó ở đây là lọc tin tưởng người thầy của mình khi đã nói là, tại vì trước đó lọc cũng chưa có tin được, bản thân lúc trước đó là chưa có tin, nhưng mà khi đi ra hồ về xong tự nhiên thầy nói thế là tin thầy rồi sau đó tin người hỗ trợ, rồi sau đó là quay lại là ghi nhận chính bản thân mình, xác định điều mình mong muốn và ghi nhận chính bản thân mình. Thì thế là lọc thấy thông qua những cái từ khóa đó mà Lộc thấy là Lộc có sự chuyển hóa trong bơi lội á, là nó đơn giản như vậy á cả nhà. Dạ, rất là biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Và khi mà cả nhà trân trọng biết ơn từng cái giây phút của mình làm được á, thì nó sẽ hoàn thật vào bên trong. Trân trọng biết ơn cái điều gì mình làm được, nó chui vào bên trong. Những cái điều mình làm ngon nó chui vào bên trong, nó hoàn thật vào bên trong, xong nó xuất ra bên ngoài. Trân trọng biết ơn từng khoảnh khắc mà mình làm tốt, thì cả nhà sẽ làm từng tí tốt. Và cả nhà có nhớ không, biết cả nhà có nhớ cái bước mà Thắng có ghi ấy, là trong đó có vật chất và phi vật chất. Vật chất thì có động tác và kỹ thuật, phi vật chất thì nó có ăn vui bao dung và trân trọng biết ơn, thì nó có hết nội tâm ở trong này. Mà mình chỉ biết là như vậy thôi, thì đây là một quá trình để mình rèn nội tâm mà. Thế nên mình làm chưa được đúng không? Từ từ, từng chút mình sẽ làm được. Quan trọng là mình biết là mình sẽ làm được, là mình làm được. Giống như em bé đi tập đi, có phải đã từng té chưa? Có phải đã từng ngồi đúng không? Nhưng có phải là buộc lòng đi là đi không? Thì chỉ cần đích đến cuối cùng thôi, hình ảnh tâm trí, hình ảnh đích đến là bơi được là ngon rồi. Vậy thì cả nhà đã thấy cái hình của vợ Thắng rồi. Thì trong quá trình mình đi, mình đang ở vững này, trong quá trình mình đang ở đây, xong mình đi lên về vị trí này, để như này nó thuận hơn này. Mình đang ở đây mà mình đang đi về vị trí này, thì có phải là mình tí lên rồi đến đây đúng không? Thế nên là không có cái gì cả, cứ từ từ, từng chút một mà làm thôi là được. À, về nhà, cả nhà có thể quay video. Tại vì á, là thời gian của chúng ta có một tiếng đồng hồ, có một khoảng thời gian như thế này thôi. Còn làm được hay không nó là phụ thuộc rất lớn ở cả nhà. Vợ chồng Thắng hỗ trợ nó sẽ đến đây, nhưng mà làm được hay không đó là nguồn lực của cả nhà và thời gian của cả nhà để dành cho cái điều mà mình mong muốn. Thì vợ chồng Thắng sẽ hỗ trợ hết tối đa. Công cụ phương tiện đã có hết rồi, cả nhà phối hợp để làm cùng nha. Dạ rồi. À, có ai muốn chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra ngày hôm nay không ạ? Mình có thể giơ tay lên để chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra ngày hôm nay của mình là gì? Rất là ngon là thấy chị Huệ bây giờ là trong quá trình mọi người nói là chị vẫn đang tập. Ngon đó chị Huệ. Cứ như vậy mà lại. Có ai muốn chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra không ạ? Trời ơi, không có ai muốn chia sẻ gì luôn. Rồi, anh Tuấn Anh. Dạ, mời anh Tuấn Anh. Cũng trân trọng biết ơn thầy Lộc, thầy Thắng và cô Lộc, cũng như bối cảnh của lớp học của chúng ta. Thì Tuấn Anh rất là biết ơn cái quá trình học tập ở cái khóa bơi online này. Thì trước đây thì Tuấn Anh cũng có biết bơi ít rồi, nhưng mà bơi theo cái kiểu sinh tồn ở người dân miền Tây thôi. Mình bơi thì cũng không có được xa, tại vì cái kỹ thuật của mình lấy hơi và cái nhịp điệu của mình nó không có đều, nên cái quá trình lấy hơi của mình nó không có được trơn tru. Thì trong quá trình tập với thầy Thắng và cô Lập thì Tuấn Anh đã cảm nhận được là nếu mình tập
do mình sinh tồn thì nó sẽ khác. Nhưng mà nếu có người hướng dẫn, có người cao nhân chỉ điểm thì một cái khoảng thời gian rất ngắn thôi thì mình có thể chuyển cho một sát na. Vì cái kiến thức của các thầy cô đều là những cái kinh nghiệm quý báu đã được tích lũy qua rất là nhiều thời gian do những cao nhân thiền đại tri thức lúc trước truyền lại. Thì chúng ta ở đây đã có được cái phước đức đó để được hưởng cái nguồn tri thức quý báu đó. Thì Tấn Anh đã vừa được trải nghiệm nội tâm và vừa được sửa được kỹ thuật. Thì cũng nhìn thấy một cái hình ảnh là mình có thể bơi được rất là ngon ở hồ bơi. Vì là người dân miền Tây, nhưng mà thực tế ở thời điểm này mình đi bơi thì thấy các em nó vô hồ hầu như là nó đùa, nó giỡn thôi. Nếu các em lại bơi rất là kém hoặc là không bơi được. Mà ở cái khu vực sông nước như vậy á, mà cái tình trạng bơi của các em như vậy thì cũng một điều cũng không có khả quan cho lắm. Và cũng hy vọng là sau này khi mà mình đã rèn luyện được bản thân thật tốt rồi thì sẽ đem những cái tri thức, những cái kinh nghiệm quý báu của thầy cô để truyền lại cho các em sau này, để chúng ta có thể tạo thành một cái cỗ máy công đức phước đức như là thầy Thắng nói, để cùng đồng hành cùng quýt và kiến tạo cho một cái tương lai giàu toàn diện của chúng ta ở sau này. Xin trân trọng biết ơn thầy Thắng và cô Lộc ạ. Em cũng nhìn thấy hình ảnh đó anh Tuấn Anh. Em nhìn thấy hình ảnh đó luôn á. Lúc mà anh chia sẻ là anh hoàn thiện về kỹ thuật bơi là em nhìn thấy hình ảnh có một người đứng lớp chia sẻ luôn rồi đó. Ngon quá. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Biết ơn thầy. Dạ. Dạ, xin phép được tắt mic ạ. Dạ. Dạ, mời chị Thủy. Dạ. Dạ, em chào thầy và cả nhà, trân trọng biết ơn thầy cô. Em hôm nay mới là buổi thứ hai tức là bạn phải chia sẻ cho em đường link vào, mọi người lắng nghe, em xin phép em lắng nghe. Nhưng em có được bài học tâm đắc ngộ ra trong buổi hôm nay, em rất là tâm đắc luôn. Cái bài học mà em nhận được qua hai buổi thầy cô hướng dẫn các chị các lý học ấy, thì thực sự là em chưa bao giờ em biết bơi như khi mà nghe em được có nhân duyên biết đến cộng đồng của thầy ấy. Khi mà các thầy cô chia sẻ bơi online em rất là háo hức luôn. Em và có đặt ý và em có đăng ký. Thế nhưng trong quá trình đăng ký em không biết là có được hay không. Thế nên là mấy hôm vừa rồi nhà em cũng có việc, thế là em lu bu em cũng không có biết được là cái Zoom vào. Thì hôm qua em nhân duyên em kết nối với bạn Huệ thì bạn Huệ gửi cho em Zoom. Em vào học, nhưng thực sự là khi mà cái bài học mà em rất là tâm đắc đó là cái quan trọng là mình phải có cái hình ảnh trong tâm trí là mình sẽ bơi được. Và cái điều mà em vô cùng tâm đắc ấy, khi mà mình có được cái khẩu quyết, quan trọng nhất là cứ nhớ cái khẩu quyết và làm theo thôi. Khi đấy thì cứ làm theo thầy cô hướng dẫn thì chắc chắn là mình sẽ bơi được. Và cái điều mà em ngộ ra được ở cái bơi để mình có được cái hiện thực trong quá trình bơi ấy, thì thầy có chia sẻ là khi mà xuống bơi ấy, không quan trọng là mình bơi dài được bao nhiêu, quan trọng là để mình có nghĩa là mình tập được cái quá trình mà xuống nước ấy, mình làm quen với nước để khi đấy mình có tập cái hít thở nó có cái nhịp thở đều rồi ấy, thì kết hợp với khẩu quyết, kết hợp với cái tâm trí của mình thì chắc chắn là mình sẽ bơi được. Em rất là tâm đắc cái bài của thầy cô chia sẻ hướng dẫn cho tất cả các chị em, rất là trân trọng biết ơn thầy cô. Rồi em có được cái hình ảnh khi mà em cứ nghe thầy đọc khẩu quyết và em tin tưởng là em xuống bể là em sẽ bơi được. Dạ. Ngon quá vậy thầy. Ngon. Lắng nghe. Dạ. Bước đầu tiên là mình sẽ cần phải thở nước để mình làm quen với cái nhịp thở đó trước. Xong rồi khi mình quen với nhịp thở rồi, bắt đầu mình xuống dưới nước là mình cứ áp dụng nhịp thở đó để mình thở thôi. Dạ rồi, cảm ơn chị Thủy. Mời chị Trinh. Dạ, em kính chào thầy cô và em kính chào cả nhà. Em rất biết ơn thầy cô đã dụng tâm mở ra cái lớp học online rất là hay, rất là ý nghĩa và áp dụng cái tri thức nội tâm vào trong cái học bơi này.
để chuyển hiện thực nó rất là nhanh, để cho những người mình chuyển hiện thực online nó nhận cái giá trị này nó vô cùng quý. Dạ. À, khi mà học thì em cảm nhận là phải chỉ có hồ bơi là ra thử bơi được không? Ngon đấy đó, mút ra bơi rồi đó. Dạ. Nên là rất là biết ơn thầy và cả nhà và cô dụng tâm chia sẻ từng ly từng tí chi tiết cho học viên học, rất là biết ơn cả nhà. Dạ. Ý nhưng mà bài học tâm đắc ngộ ra là gì? À, bài học tâm đắc ngộ ra là cái công thức cội nguồn mà thầy áp dụng vào á, thì có cái hình ảnh tâm trí với nghe thấy nó biết nó, mình huân tập cái đó nó rõ, mình áp dụng vô để mình ra kết quả luôn, mọi việc bắt đầu bằng kết quả với lại cái mong muốn, ý thức với cái niềm tin bên trong của mình nó hợp nhất với nhau thì mình sẽ đạt được cái điều mình mong muốn. Thì ở đây cả nhà mình ai cũng mong muốn được bơi và hợp nhất cái mong muốn đó chắc là hiện thực rất là nhanh đạt được. Dạ, cảm ơn thầy cô và cả nhà. Dạ, cảm ơn chị Tin, ngon quá, ngon ngon cái vị vụ mà muốn học bơi là ngon rồi đó, ngon quá. Dạ rồi, mời chị Huệ. Dạ, biết ơn thầy cô, biết ơn cả nhà lại cho cơ hội để chia sẻ. Bảo tâm đắc ngộ ra của em, thứ nhất là về thầy nói là không đợi sự hoàn hảo mà mình cứ làm đi. Vì trong lớp thì thầy nói là thầy không đợi là thầy thật là hoàn hảo, thầy mới mở ra quýt. Và thầy mở ra quýt từ lúc mà thầy từ cái lúc mà mở ra quýt thì bản thân thầy cũng gọi là trưởng thành rất là nhiều ấy. Thì em cũng học được cái điều đấy. Mới đầu thì mình những cái gì mà mình chưa làm tốt thì mình chỉ biết là mình chưa làm tốt cái đấy thôi, không dính mắc và cũng không mong cầu, biết là như thế, thoải mái thư giãn với điều đấy và ghi nhận biết ơn từng chút nhỏ của bản thân. Em đã làm được cái điều đấy trong hành trình yêu thương. Thế mọi người cứ bảo là tại sao em chưa nói nhiều, bởi vì những cái gì mà mình làm được là mình cứ quảng bá, mình cứ nói thật to lên cho mọi người nghe thấy. Mọi người cứ tưởng là mình chưa nói nhiều, chẳng qua là mình cứ nói đi nói lại và những cái điều tốt đẹp thôi. Thầy cô cũng luôn nói là bóng tối thì luôn có, quyên lệ nhị nguyên, nhưng mà đi về phía ánh sáng, đi về phía mặt trời thì ánh sáng sẽ ở sau lưng, đừng tập trung vào bóng tối. Vừa rồi thầy nói là đừng cầu mong sự hoàn hảo ngay từ đầu, nếu mà hoàn hảo là hoại diệt thôi. Thôi mình lúc nào mình cũng đang trong quá trình trưởng thành thôi, lúc nào mình cũng đi lên và nhìn về phía ánh sáng. Rồi rất là biết ơn thầy cô dụng tâm quan sát, gọi là động viên từng hành động nhỏ, từng cái tiến bộ của mọi người, truyền cái động lực nên thấy ngon lắm thì ạ. Nhìn thấy hình ảnh là mình bơi được 2 km rồi, nhìn thấy huy chương Ironman rồi, thế sao em cũng động viên mọi người. Thầy cũng nói rồi mà, tham gia Ironman chỉ thấy có được thôi, rất được, sẽ rất rất là nhiều luôn, chỉ là bản thân mình có tin tưởng không. Lúc nãy cô Lộc cũng nói là có tin tưởng hay không thôi, có cho bản thân cái cơ hội được tin tưởng thầy, được mình dẫn dắt không. Thấy tổng nghiệp mình quá là xịn sò, với tất cả mọi người ở đây quá là xịn sò khi mà mình biết đến WIT. Dạo này em thấy trên bạn bè Facebook hay nói về AI, trí tuệ nhân tạo, và khi đó thì con người làm cái gì đấy, mình trên hành trình thấu hiểu nội tâm rồi, có AI thì không bao giờ có sợ. Kiểu mình quá là siêu ngon, siêu xịn sò rồi. Xong vừa rồi xem thì cũng có một số bạn thấy là hành trình yêu thương, cũng thấy các bạn ở đây, thấy sức học tập của bạn đúng là rất là kiên trì. Và tuy là các bạn chưa bao giờ phát biểu, chưa bao giờ nói, nhưng mà thấy là sức học tập không thể hình dung, vẫn rất là kiên trì, vẫn ở trong hàng. Và nhờ có các bạn thì mình cũng thấy là mình cũng được ghi nhận, mình cũng tạo giá trị hơn ý ạ. Rất rất là biết ơn cả nhà đã tham gia hành trình này, rất là biết ơn thầy cô đã dụng tâm. À, em xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn chị Huệ Lâm Lâm. Cảm ơn cả nhà Lâm Lâm. Chúng ta sẽ, em sẽ mở mic để chúng ta gặp nhau và kết thúc buổi học ở đây ngày hôm nay nha cả nhà. Dạ, em mở mic đó cả nhà ơi. Biết ơn thầy cô. Cả nhà biết ơn thầy cô. Biết ơn thầy cô. Dạ, có một ngày cuối tuần vui vẻ. Thầy cô ạ. Biết ơn thầy cô. Cuối tuần vui vẻ. Biết ơn thầy cô. Cảm ơn thầy cô ạ. Biết ơn mọi người. Dạ.